Kim Thoa xin kính chào tái ngộ cùng toàn thể quý khán thính giả. Xin chào đón quý vị trở lại với kênh YouTube channel của công ty PFG Nhà ở Mỹ. Và thưa quý vị, hôm nay thì đây là một cái chương trình cũng khá đặc biệt, nhưng mà đây cũng là một trong những sự yêu cầu từ những department bên bán cũng như là bên leasing and management, cộng với những quý vị vẫn theo dõi chương trình của công ty PFG. Thì hôm nay thôi lại một lần nữa mang nhóm trưởng của bên bán nhà, đó là bé Trâm Bùi, và nhóm trưởng mà hay đi chiến đấu ở bên ngoài, thưa quý vị, để nói về, để coi những cái property của leasing, là anh Đức. Thì hôm nay ba anh em sẽ cùng ngồi đây để chia sẻ với quý vị trở lại những vấn đề của leasing and management, và đi từ bộ phận ở bên ngoài về tới cái leasing and management team. Nếu quý vị đã từng xem những cái video cũng như biết về Thoa và công ty PFG, thì quý vị cũng biết công ty PFG chuyên về địa ốc, mua bán nhà cửa cũng như cơ sở thương mại, và chúng em cũng có cái department chuyên làm về leasing và management. Vì vậy nên quý vị có rất nhiều câu hỏi, những cái thắc mắc về leasing and management. Thì hôm nay với cái những cái thị trường cũng thay đổi, biến chuyển, và đây là cũng là một trong những tin vui cho tất cả những quý vị mua nhà cũng như những quý vị investor. Thì tôi nghĩ, hy vọng là cái lúc mà cái show này ra và mời được anh Đức và Trâm về, cũng là lúc mà mình có thể gửi những cái tin tức tốt và những cái điều mà cần chia sẻ đến quý vị, thì đây chắc là thời điểm đúng nhất rồi đó. Yeah. Và rất hy vọng rằng quý vị sẽ cùng theo dõi hết cái video clip này để quý vị có thể biết được những điều mà chúng em muốn gửi đến cho quý vị ngoài đó. Thì bây giờ quay trở lại là em chào anh Đức và chào Trâm. Cảm ơn anh Đức và Trâm đã để dành thời gian để mà cùng ngồi với em hôm nay. Và xin anh với Trâm gửi lời chào đến quý vị khán thính giả của mình. Dạ, xin chào tất cả quý vị khán giả. Dạ, chào quý vị, em là Trâm Bùi, nhân viên địa ốc của công ty BFG. Và bây giờ thì mình vô thẳng vấn đề luôn, vì Thoa nói hết hơi nhiều vào cái introduction rồi. Thưa quý vị, thì bây giờ đi về hướng của bé Trâm trước đi. Là tại vì Trâm là người làm về dẫn những investor, dĩ nhiên là làm việc với rất nhiều quý vị buyer, nhưng mà khi nói về cái leasing and management thì mình nói về những quý vị investor nhiều hơn. Thì khi mà Cưng đi đi ra ngoài để mà nói chuyện với một người chuyên muốn được đầu tư trong cái nhà để cho mướn, thì em thấy cái người khách của mình lo lắng về cái gì, quan tâm về cái gì? Dạ, thưa chị, là trong thời điểm hiện tại đó, thì cho năm 2024 đi, thì hầu như bắt đầu năm á và cuối năm 2023 thì rất là ít quý vị muốn mua nhà đầu tư, tại vì tiền lời thật sự quá cao. Nhưng mà như trong tuần này là mình có cái Fed mới cut rate đó, thì và thật sự là có nhiều khách họ rất là giỏi, họ đã biết cái tin này vài tháng trước rồi, thì họ đã bắt đầu liên lạc với em là họ muốn mua nhà đầu tư. Thì thật sự cái mua nhà đầu tư là một cái gì đó lúc nào cũng có nhu cầu rất là cao, chỉ là nhiều quý vị mình tạm dừng thôi. Thì ở thời điểm hiện tại, những người đầu tư là họ sẽ hỏi là thêm biết thì tiền lời bây giờ khoảng là bao nhiêu. Dạ, thì khi mà tin trong tuần này mà tiền lời giảm được nửa chấm, là coi như có thể gọi là thấp nhất kỷ lục kể từ năm 2022 luôn á. Thì đó là tín hiệu vui cho cả người mua nhà ở và người đầu tư luôn. Nên thành ra là có nhiều khách cả đầu những những quý vị làm nghề agent giống như Trâm và Thoa luôn quý vị, nghĩa là tin vui cho tất cả chúng ta. Vì ở đây thì Thoa cũng muốn chia sẻ thêm với quý vị, vì quý vị nếu biết thì Thoa là một broker của Real Estate và broker của mortgage luôn. Thì khi mà cái tiền lời xuống, tại sao là tin vui cho tất cả, vì tiền lời xuống đôi khi quý vị nghe chỉ có 0.5 thôi, mình nghe mình muốn là 1-2 chấm chứ không phải 0.5. Nhưng không phải, quý vị, trong thế giới của nhà cửa, về địa ốc, về mortgage, thì chỉ cần 0.25, 0.125 xê xích chút đỉnh cũng có thể làm cho quý vị
lên có thể làm cho quý vị fail, mà xuống có thể làm cho mình được approve. Và khi mà mỗi lần như vậy thì mỗi tháng mình có thể save được chút đỉnh tiền và mình dễ approve và dễ để dành tiền để mà đầu tư nhiều hơn. Vì vậy đó, đó là lý do tại sao mà bé Trâm bắt đầu sắp sửa phải chạy chạy vòng vòng nhiều hơn nữa rồi, thưa quý vị, là khi mà cái tiền lời đi xuống. Và rất nhiều những quý vị thân chủ của mình hiện nay, vì quý vị đúng là giống như Trâm nói, là mình có mấy anh chị quen với Thoa lâu lắm rồi, anh Đức và Trâm cũng biết là Thoa làm mấy chục năm rồi, nên mấy anh chị cứ tâm sự chừng nào mà khởi hành là em kêu chị chạy nha, nghĩa là khi mà tới là phải kêu chạy rồi. Và những investor mới thì giống như Trâm, khi mà gọi vô thì mọi người cũng quan tâm về tiền lời, vì tiền lời là một trong những vấn đề quan trọng nhất khi mà nói về cái vấn đề đầu tư. Dĩ nhiên là quan trọng đều cho người buyer và investor, nhưng mà investor mà được thấp thì đây là một cái gì đó để mình có thể saving và mình có thể có một cái profit, cái net income chút đỉnh vào mỗi hàng tháng, đúng không nè? Dạ. Dạ. Và bây giờ trở qua anh Đức nè, thì dạ, đối với anh, khi mà cái người the first time landlord thì hoặc là họ có thể mua nhà mới từ bên phía real estate, hoặc là họ có thể mua nhà cũ từ phía bên real estate, thì đối với anh là nhà mới với nhà cũ, thì anh có nghĩ là cái người landlord nên chuẩn bị cái gì trước? Giống như đối với bây giờ mình nói là một landlord mới đi, mới ra đời nghĩa là mình có thể rất giỏi từ mọi nơi, nhưng mà về cái invest đó, là một cái hướng khác nữa, chứ không phải là khi mà mình giỏi bên đây thì ra cái là mình cho mua nhà mướn là mình có thể biết được là cần phải làm cái gì. Dĩ nhiên cái gì cũng có lúc bắt đầu. Thì bây giờ nếu mà một người landlord mới và hoặc là họ mua nhà cũ, bây giờ mình nói nhà cũ và nhà mới, nhưng mà với một người landlord mà mới bắt đầu vào cái công việc là invest, thì anh khuyên là cái người landlord nên có chuẩn bị những cái tâm lý như thế nào? Dạ. Dạ. Đức xin trình bày về nhà mới trước, cái dễ trước đi. Dạ. Rồi tới nhà cũ sau. Dạ. Dạ. Về nhà mới á, thì khi mà mua nhà mới đó, thì cái người landlord đó họ được một cái là được cái người bán nhà mới là cái builder đó, họ bảo hành cái nhà trong một năm tất cả những cái vật chất các cơ hết rồi, họ cái giá của họ cũng cao hơn, họ bớt lo lắng hơn. Tuy nhiên là đứng về mặt họ đó thì họ phải có cái theo dõi thường xuyên với lại bên bộ phận quản lý. Nếu giả sử như họ mướn công ty mình quản lý thì họ phải theo dõi thường xuyên, tại vì cái người ta mới vô ở, người ta thường là người ta cái nhà nó hay sụt xịt lắm. Yeah. Nhà tại đồ mới mà, người ta không biết sử dụng, hoặc là đồ mới nó chưa có hoàn chỉnh, nó chưa có chạy quen microwave, thành ra là có những cái thay đổi, có những cái gì đó thì là bộ phận quản lý báo, thì họ phải báo theo, họ phải bám theo và họ làm với lại cái bên builder để bảo trì cái nhà cho tốt. Yeah. Thì như vậy đó, cái khâu mà tâm lý của cái người mua nhà mới là phải theo dõi cái nhà mình kỹ, chứ không phải là đã mua nhà mới rồi là xong. Cái chuyện của tôi là tôi không có phải màng cái gì hết. Yeah. Yeah. Vì sang cái vấn đề thứ hai là vấn đề nhà cũ. Nhà cũ thì nó có nhiều chuyện lắm. Yeah. Nhà cũ đó thì cái người mua, Đức nói này hơi, tức là người mua, cái người chủ mua đầu tư đó phải có cái tiền dự phòng. Cái đó cái bắt mua. Nhiều khi mình mua nhà mới, lúc mình mua cái nhà cũ, mình đi mình lướt coi, rồi mình nghĩ cái đó, nhưng mà khi mình định giá để cho thuê cái giá bao nhiêu, ví dụ như giá cho thuê giá 2002, cho thuê giá 2008, thì cái giá thuê của người mà có tiền 2002, cái người có giá tiền 2008, hai cái cách nhìn của hai người đó rất là khác nhau. Yeah. Nhà cũng như người ở khách sạn 3 sao, người ở khách sạn 5 sao. Yeah. Người 2008 họ quen cái 2008 rồi, tức là mức lương của họ phải 9.000 thì họ mới thuê được cái nhà đó, do đó họ đòi hỏi cái nhà rất là cao. Yeah. Chỉ cần một cái chút xíu sụt xịt gì thôi là họ bắt mình chữa ngay. Thì cái người mà chủ đầu tư, cái người chủ nhà đó phải có một cái lượng tiền và phải có cái sự ứng phó nhanh đối với những cái khách thuê. Thì theo cái kinh nghiệm của Đức đó là thường các chủ nhà mà mua nhà cũ rồi, sửa sang và cảm thấy hài lòng rồi, rồi là họ quên mất cái khoản đó. Đến khi mình kêu họ là hư hao hoặc là có những cái cần thay thì họ hơi bị bất ngờ.
Họ hơi bị bất ngờ ngay cái đó. Họ cứ nghĩ rằng là mua xong nhà rồi, nhà cũ thì đã là cũ rồi thì phải chịu như vậy. Không phải, tùy theo cái giá tiền cho thuê. Như là con thấy nhiều khách, hầu như đa phần mà nhà cũ mà bữa giờ để trống đăng lên cho thuê, cái khi có người dọn vô thì là mới dọn vô vài ngày hay là một tuần là bắt đầu nói là máy lạnh không chạy, máy nước nóng không work hay là một cái gì đó không work, nhưng mà trong khi trước đó thì vẫn xài ok. Cái nhà cũ hình như nó hay bị vấn đề đó đúng không chú? Cái đó, cái vấn đề đó thì thường, cái vấn đề thường, nhưng mà khi mà họ vào thì trong tuần lễ đầu đó, nếu mình công ty mình quản lý đó thì mình đã hỏi kỹ rồi, mình cho chạy thử, mình hỏi kỹ, họ vào 3 ngày mình coi coi như thế nào đó, làm cho sửa ngay lúc đó. Thì cái đó, cái sợ là lại là sợ nhà mới đó. Vì nhà mới đồ mới lúc mà nó chạy được là nó chạy liền. Mà nó không đó, là họ không biết cách sử dụng hoặc là chạy không đó thì phải gọi qua builder, rồi builder nó ngon, mà có khi builder nó không làm việc với lại management của mình. Mà nó lại làm việc với chủ nhà, vì chủ nhà đứng đăng ký. Thành ra nó đi lòng vòng, mà trong cái người thuê thì họ đâu có đợi được. Thì nó hơi thì khó. Bây giờ qua hai cái cách nói chuyện của một người làm về real estate với người in buyer của mình, và buyer này sẽ là investor của công ty PFG, cả hai đều là làm việc với công ty PFG, thì tất cả những cái điều mà chúng em, ba anh em mà đang chia sẻ với quý vị, đây là những kinh nghiệm thật sự của chúng em làm việc cùng với những investor của mình và chia sẻ cho quý vị để quý vị có thể hiểu được cái tâm lý của, giống như mình chuẩn bị tâm lý nếu quý vị là những quý vị lần đầu tiên làm investor, và cũng cả tất cả những quý vị, vì mình cũng làm việc với rất nhiều những anh chị cũng có rất nhiều nhà qua nhiều năm, nhưng cũng vẫn có những cái phản ứng mà khi mà có những cái sự sửa chữa gì đó, đúng không anh, chứ không phải là có kinh nghiệm rồi nói ra là mình chấp nhận hay mình hiểu. Nên là đây cũng là một trong những cái điều mà chia sẻ chân thành nhất. Thì qua hai cái chia sẻ của cả anh và Trâm thì dĩ nhiên một cái người broker giống như em mình cũng đã từng đi qua, thì thôi cũng muốn ép thêm, muốn bổ sung thêm, nghĩa là khi mà làm về cái nhà mới á, thưa quý vị, nghĩa là một người realtor cũng như là cái người management rất là vui vì quý vị sẽ được có một cái warranty từ builder, mình sẽ an tâm hơn. Mặc dù giống như anh Đức nói là đúng thưa quý vị, vì mình mua nhà mới về mấy lúc tháng đầu nhiều khi mình điều khiển cái này cái kia không biết xài gì, mà đặc biệt bây giờ là thời buổi mà gọi là technology nên cứ update hoài luôn, nên cái người chủ nhà còn chưa chắc biết là lúc mình đi walk through là người ta đã chỉ hết rồi, nhưng về là quên rồi. Hỡi chi là mình đưa cái nhà này rồi người chủ thì có thể biết đi, coi như là người chủ giỏi đi, đưa qua người mà tenant là khác rồi. Người tenant hoàn toàn không có đi walk through với ai hết, thì dĩ nhiên cái chuyện mà lộng cộng đó thì là một cái câu chuyện phải có thôi, đương nhiên phải có thôi. Và đây là thật sự kinh nghiệm của anh Đức, nghĩa là khi mà vậy thì mình phải gọi ngược lại builder rồi mình cứ gọi lòng vòng, nhưng mà ít nhất lại đây có một cái sự an tâm là rủi có gì thì có builder. Vì giống như hồi nãy anh Đức với Trâm vừa nói là mình có một năm của warranty quý vị, nên đây là một cái sự an tâm của những quý vị nào mua nhà mới. Nhưng nói về nhà cũ thì nhà cũ chắc chắn sẽ rẻ hơn nhà mới, đúng không nè? Đó là cái quyền lợi của những quý vị investor mua nhà cũ. Nhưng mà ngược lại, nếu quý vị mua nhà cũ thì quý vị phải có một cái sự chuẩn bị mà hồi nãy anh Đức cũng vừa nói là chuẩn bị về cái reserve fund. Và đây là một trong những cái vấn đề mà khi chia sẻ trên đài radio hay là chia sẻ với tất cả những quý anh chị gọi vào trong văn phòng thì em lúc nào cũng là phải nói PITI rồi cộng thêm cái reserve nữa. Nếu mà PITI là gì? Principal, interest, tax and insurance, gọi là tắt là PITI. Là khi quý vị làm landlord là đơn giản là mình nghĩ về cái chữ đó là chuyện đương nhiên, ngay cả quý vị buyer thì mình cũng phải nói là PITI. Nhưng vì quý vị làm investor, không phải lúc nào cuộc đời của mình cũng trơn tru, mà đặc biệt mình mua cái nhà cũ đôi khi giống như nãy Trâm vừa nói, mới inspection đầy đủ hết, mình không có cái gì hết, về ở mới có một tuần thì hư cái máy lạnh, hư máy nước nóng. Thì cũng giống như con người mình thôi, hôm nay mình thấy khỏe rần rần, tự nhiên tháng sau hay là mấy chục ngày sau bị khám phá ra là bị cancer rồi. Thì cái nhà cũng vậy thưa quý vị, mình không thể nói là cái nhà này nó good và khi tenant vô là nó phải good.
nên tới ngày tới giờ nó hư và nó tắt thì mình phải chịu thôi. Nhưng mà khi mình chịu mà mình không có tiền thì rất là đáng sợ. Đây là một cái trong những vấn đề mà khi làm việc với những landlord đầu tiên mình phải rất là cẩn thận, và đặc biệt là chia sẻ với quý vị lúc nào cũng phải có tiền reserve. Và một người mà làm về mortgage như em, khi mà nói chuyện với những quý vị investor, nghĩa là cái reserve của em là cái gì? Là nghĩa là cần 6 tháng PITI sẵn luôn. Và mỗi tháng á, mà thí dụ như quý vị biết là ok, mình trả PITI, mình cho mượn được 1.600 đi, PITI của mình là hết 1.200, mình còn 400, thì quý vị vẫn phải giữ khoảng 200 cho tới 300 trong cái reserve account nữa. Để khi mà có cái gì là mình đem tiền ra liền. Còn nếu quý vị cảm giác là khi mà mình cho mướn mà vừa, nghĩa là mình gọi là vừa ấp lũng, là nghĩa là vừa quầy vốn, thì quý vị tự bỏ tiền túi mình ra để trong đó, không phải là để trong đó để đưa cho ai, mà để trong đó để mình được an toàn, để mình yên. Và cộng thêm thì mua nhà mới thì mình cũng có cái warranty của nhà mới, phải không cưng? Thì thường thường là những landlord cũng nên mua cái đó để cho mình có thể, ít nhất là những người đó họ ra họ khám bệnh cho cái nhà. Nhà thì đây là những cái bước mà em gọi là chỉ đầu tiên thôi, mà làm cho quý vị hơi khá là lo lắng. Nhưng mà tôi nghĩ cái sự chuẩn bị, cái sự lo lắng càng nhiều thì cái về sau của mình bình yên hơn. Nghĩa là mình đi từ cái khổ thì mình thấy sẽ thấy cái sướng về sau. Nếu mình muốn cái sướng không thì cái khổ về sau mình đỡ không nổi, thưa quý vị. Rồi bây giờ quay trở lại Trâm nè, thì bây giờ thị trường khi mà tiền lời đi xuống thì ở bên cưng cái lượng bán nhà lên xuống như thế nào, có tốt cho những quý vị nào investor ra quân chưa? Em nghĩ thời điểm hiện tại á, là cũng giống như báo chí có nói, đây là cái đợt mặt khách tiền lời mà nhiều nhất từ trước, từ năm 2022 tới giờ luôn. Thì mình cũng không có thể ngồi mình đợi thêm một cái lần khách nữa, mình không biết tới bao giờ. Nhưng mà cái đó là tâm lý thị trường thôi. Tiền lời xuống là cái nhu cầu đi mua nhà sẽ tăng lên. Và khi tăng lên thì người bán họ sẽ cũng sẽ tăng giá lại. Thì cái đầu tiên sẽ là builder. Thì hiện tại họ builder những nhà mới đó là họ bắt đầu họ lại open hơn, họ cho mua đầu tư rồi. Hồi trước là chuyên cho người mua ở thôi, nhưng mà gần đây là họ lại có nhiều thêm những cái incentive cho người đầu tư. Nhưng mà cái giá nhà thật sự nếu mình so ra cao hơn năm ngoái và cao hơn những năm trước. Nên thành ra là nếu quý vị đang có, mình đã muốn mua đầu tư thì đây là thời điểm tốt nhất. Không thể nào tốt hơn được nữa, tại vì tiền lời vừa xuống mà mới bắt đầu vô thị trường thì mình sẽ đỡ cạnh tranh hơn. Khi một đợi một thời gian nữa nhiều người cũng lại muốn đi mua nhà thì lúc đó mình là cũng phải mua mắc hơn cái người hiện tại. Đồng ý với em như vậy. Thưa quý vị, là như quý vị cũng biết là mỗi hàng tuần bên cái nhóm của Real Estate và nhóm marketing cùng với Thoa, mình đi tới những cái builder. Nên quý vị, mỗi hàng tuần thì quý vị sẽ thấy tụi em quay những cái video cho quý vị. Vì vậy nên những cái update của nhà mới thì chắc chắn với quý vị là tụi em không có nói sai. Chắc chắn là như vậy. Và khi mà đi ra thì Thoa không thể nào tưởng tượng được là hiện giờ builder có rất nhiều builder, có những cái inventory đã đưa ra thị trường nằm ở đó, và họ bớt có nhiều cái lên tới, tùy theo cái giá cả, có nhiều cái lên tới 40-50 ngàn. Thì nếu mà tiền lời đi xuống và rất nhiều người đi vào thì cái câu chuyện của cái rớt giá mà nhiều như vậy thì không thể nào xảy ra. Nên á, nếu quý vị mà đã chuẩn bị sẵn sàng, và nghĩa là gọi là mình là nhanh chân để bước vào trước vào cái thời điểm này, thì đây cũng là một trong những vấn đề mà rất lý tưởng nếu quý vị đã từng ao ước để invest. Nghĩa là cái sự chuẩn bị tụi em đã nói trước cho quý vị rồi, còn bây giờ là mình có ra quân hay không thôi. Rồi khi mà đi ra quân như vậy thì quý vị sẽ ok, tiền là bao nhiêu, mua được cái nhà bao nhiêu và nên mua ở khu nào, thì đây lại là một câu chuyện nữa. Đó là câu chuyện của những anh chị làm bên mortgage. Và thưa quý vị, thì quý vị cũng biết là công ty PFG, như hồi nãy Thoa nói, chuyên làm về loan, về địa ốc và mua bán nhà cửa và cho mướn luôn. Thì nếu quý vị có coi cái video này mà chúng em đang chia sẻ với quý vị, và quý vị muốn tìm hiểu
về cái cách mà mình muốn trở thành nhà đầu tư và nên bắt đầu từ như thế nào và nên bắt đầu từ bao nhiêu vốn, thì có thể công ty PFG có thể giúp quý vị được cái điều này rất rõ luôn, để quý vị không phải sợ sệt vì mình là đi từ A. Mấy anh chị investor mình hay nói là thích là đi từ A tới Z. Và đây là một cái vấn đề mà tụi em muốn chia sẻ với quý vị nhất. Và khi mà nói về cái vấn đề mà nhà cửa mà đang hiện giờ mà đang đi xuống, thì về nhà cũ thì Kim thấy như sao? Gần đây chị đi về thị trường nhà cũ á, thì mình thấy cũng có nhiều inventory, nhiều nhà đăng. Nhưng mà trước khi cut rate á, thì bắt đầu thấy là có nhiều chủ nhà họ giảm cái giá nhà xuống, nhưng mà cũng phải giảm là 20-30 ngàn gì hết. Thì theo cái list giá thì họ giảm 5 ngàn, họ giảm 10 ngàn, nhưng mà họ cũng đã giảm xuống so với trước đây. Đúng, nhưng mà ở cái thị trường, nếu mà những cái khu đặc biệt mà hot đi, thì thật sự là mình vẫn không thấy nhà có list. Và nếu có list là cũng có sự cạnh tranh, là vẫn là multiple offer như thường. Vì bên cái department loan của mình vẫn cứ phải dừng chân ở cái chỗ approve, xong rồi mất nhà rồi xong lại phải approve với cái giá cao hơn. Đó là chuyện thường tình ở những cái khu hot. Và khi mà nói về những khu hot đó, thưa quý vị, thì thôi hay nhắc quý vị, khu hot tức là những cái khu mà trường học rất là tốt. Gọi là khu hot, hoặc là những cái chỗ mà gần những cái cơ sở thương mại, cũng giống như ở cái khu Bel Air của mình á, là quý vị, có nhiều quý vị nói là ở đó ồn ào hay là không thích là vì sao nghe nhiều tội phạm. Nhưng thưa quý vị, nếu quý vị muốn mua nhà cũng rất khó, vì có một cái nhà lên là chắc chắn không dưới 15 quý vị buyer đang xác đoán. Vì vậy nên á, là đây cũng là một trong những cái bí quyết để chia sẻ với quý vị. Còn về cái phần của mà leasing của anh Đức đó, thì khi mà cái nhà của cái người investor đầu tiên mà đưa về cho anh, thì đối với anh, cái người investor nên giống như hiểu nhiều về những cái cách làm việc của mình, đúng không nè? Thì khi mà anh trao đổi như vậy, thì quý vị có cái gì mà cảm thấy là bỡ ngỡ, hay là cho rằng là mình phải làm như thế này như thế kia, hay là nghe đâu đó nói như vậy như thế kia, anh có bao giờ có bị cái đó không? Dạ, cái đó thì là cái bắt buộc của Đức rồi. Là khi mà một người thì bắt buộc là Đức phải giải thích cho chủ nhà một cách rõ ràng. Chủ nhà một cách rõ ràng là cái phần việc này là của chủ nhà, phần việc này là của người thuê nếu có cái hư hỏng xảy ra. Ví dụ như hư hỏng do hao mòn theo thời gian thì cái đó chủ nhà phải chịu, còn hư hỏng do sử dụng thì người thuê phải chịu. Và thế nào là hư hỏng theo thời gian, hao mòn theo thời gian thì mình là người ở giữa, mình là người quản lý. Thì mình phải giải thích rõ ràng với chủ nhà và cũng ghi chép đầy đủ với lại cái người thuê, đến khi có sự việc xảy ra thì là dễ dàng giải quyết. Thì đối với người chủ nhà thì họ thường hỏi cái đó rất là kỹ. Và tụi Đức phải giải thích kỹ lắm, giải thích kỹ trước khi mà bắt tay làm việc. Em cũng thấy thích vậy, cũng nên giải thích kỹ, thưa quý vị, vì cái giải thích kỹ để tránh sự hiểu lầm sau này, để tránh những có sự trách móc sau này, hờn dỗi lẫn nhau. Và khi mà thưa quý vị, giống như khi mà về phía cạnh của một người mà realtor giống như bé Trâm để mua và nhà và làm việc, nó sẽ khác với những khía cạnh mà khi mà cái bên leasing and management nhận nhà và cho mướn nhà. Nên á, là bé Trâm là mua nhà là cái nhà này ok và thấy là move in được và có thể ở được. Nhưng phía của một người leasing, thưa quý vị, là khác nữa. Đôi khi cái nhà này ok để ở, nhưng mà khi mà anh Đức nhận cái nhà này, có thể anh Đức có những cái sự require khác. Đúng không anh? Chẳng hạn như là ví dụ một cái nhà cũ đem về thì anh Đức sẽ nhìn cái gì? Anh Đức chia sẻ với những quý vị, để quý vị, nhà mới thì khỏi lo rồi. Hư cái gì là có anh builder, chỉ là hơi là lộng cộng và đi kiếm thôi. Phải đặt hẹn đồ này kia thôi. Nhưng mà có gì mình vẫn nói chuyện với builder. Nhưng mà đối với anh, cái nhà cũ thì anh cần một cái sự chuẩn bị, một cái nhà như thế nào để anh có thể delivery tới người tenant của mình? Thưa chị, thì cái yếu tố chung đó thì là sạch sẽ. Các chức năng mà của trong nhà, đèn, đóm, các thứ là phải là
hoàn chỉnh. Yeah. Cái đó là cái bắt buộc. Nhưng mà tuy nhiên đó là có những cái như nãy nói với chị á, cái nhà mà của người ở khách sạn 5 sao với người ở khách sạn 3 sao giá 2.800, hai cái nó khác nhau hoàn toàn lắm. Yeah. Và cũng là một bức tường thì cái bức tường của cái nhà mà 2.800 nó sẽ khác với bức tường của nhà 2.200. Yeah. Thì cái đó là những cái mà Đức nghĩ. Rồi có ba cái mà Đức thường chú ý để ngoài những cái chức năng sử dụng của nhà thì Đức thường chú ý là vấn đề là cái bếp. Yeah. Cái bếp là phải, đối với nhà cũ thì thường chị thấy cái vách bếp á, nhà nào mà trên 10 năm làm gì làm sau cái vách bếp nó đều bị một chút xíu mô hết. Dạ, nó đều xíu mô hết. Thành ra là luôn luôn phải nói với chủ nhà, được hay giải thích với chủ nhà coi chừng nha, nếu sau này mà nó có ô nên phải làm vệ sinh với cái bếp. Thường chủ nhà chỉ cho lau phía ngoài làm vệ sinh, nhưng mà không có làm deep clean mấy cái đó. Yeah. Riêng Đức cái đó nó phải là thật sạch. Yeah. Cái thứ hai nữa, như cách đây 2 tuần là cái sinh mà rửa mặt á, thì mình xài quen nó có cái lỗ phía trên á, xài quen mấy cái nhớt mấy cái đống đó hoặc nó ten chỗ đó, chủ nhà lau cho sạch thôi, nhưng mà không biết là có ten nó nhiều. Thật sự ra cái đó rất là nguy hiểm nếu có mô hoặc là có gì về y tế. Thành ra Đức rất kỹ những cái chuyện đó. Yeah. Để khi mình kỹ vô họ, khi họ vô họ thấy cái nhà nó sạch mà thì họ cảm giác họ thoải mái. Yeah. Nên là cứ nhắn nhủ chủ nhà là phải làm những cái đó. Dạ. Dạ. Dạ, rất là hay, đồng ý với anh. Tại vì khi mà mình giao một cái nhà tới người tenant để ở, thưa quý vị, nó có những vấn đề mà có thể nguy hiểm liên quan tới luật pháp. Dạ. Mà có thể xảy ra. Vì vậy nên cái sự cẩn thận, cái sự chuẩn bị tốt nhất cho ngôi nhà của mình thì vẫn là điều mà quan trọng nhất. Và dạ, đó là cái nhiệm vụ của bên leasing mà chúng em luôn phải làm như vậy. Và nói ngược về bên phía bên cái người realtor như Trâm, thì khi mà mình nhận cái nhà là mình có inspector đàng hoàng nói những cái nhà này có gì, có nhiều khi cũng có hư, nhưng mà nếu mình ở thì mình không sao hết. Đúng, nhưng rồi, mà nếu mình cho mướn thì mình phải nên sửa. Yeah. Và cái vấn đề tại sao mà tôi hỏi cái câu này, thưa quý vị và anh Đức cũng như Trâm, là tại vì có nhiều quý vị khi mà cái tốt của mình là mình có thể làm từ đầu tới cuối cho quý vị an tâm. Yeah. Nhưng cái khổ của chúng em á, là sometimes ở bên cái người realtor thấy cái nhà này là bình yên và mọi thứ là ok, inspection ok rồi, nhưng mà khi đưa qua thì cái leasing lại đòi hỏi thì yeah, mấy anh chị lại complain. Hồi đó đi mua là đúng bé Trâm hay là mấy cô realtor đã nói là tốt hết rồi, tại sao về bây giờ kiếm chuyện ra để yeah, mà làm cái này làm cái kia. Thưa quý vị, không phải chúng em kiếm chuyện đâu, tại vì cái việc mà tụi em nói ra tụi em cực nhiều hơn nữa, chứ không phải là kiếm chuyện. Nhưng mà là cái người mua nhà để ở là khác, mà cái mình làm business là khác. Khi mà tòa án xử, thưa quý vị, cái người mà nghèo sẽ được bảo vệ nhiều hơn cái người có tiền. Vì vậy nên á, chúng em đang là đứng về phía quý vị và muốn quý vị sẽ có một cái sự được bảo vệ an toàn bằng kinh nghiệm của mình. Yeah. Vì vậy nên á, là cái bộ phận nào sẽ cần những cái gì có thể khác với những cái bộ phận khác ở trong công ty. Nên đây là một trong những cái video mà thôi mấy anh em ngồi xuống để chia sẻ với quý vị, gọi là cái tâm tình cho những quý vị nào làm việc với công ty, hay là quý vị làm việc giúp những công ty khác, thì quý vị cũng nên có những cái một chút xíu kinh nghiệm. Mặc dù cái vấn đề leasing and management tới bây giờ thì công ty riêng thoa, thì em làm cùng với cái nghề mà mua bán là bây giờ 22 năm, thì là 22 năm kinh nghiệm của leasing. Yeah. Và mấy anh chị trong đây thì cũng là gần 10 năm kinh nghiệm hết rồi. Yeah. Nên á, tất cả những gì tụi em chia sẻ là những điều mà xảy ra thực tế mỗi ngày trong công ty. Và nếu mà nói nữa, thưa quý vị, mình có thể có một cái những cái bộ phim dài nhiều tập để tâm sự với quý vị, nhưng mà thời gian và cái sự mà trò chuyện như thế này á, là tụi em có giới hạn thôi, vì phải thả anh Đức và bé Trâm trở về công việc của mình. Vì vậy nên á, là mình phải tạm dừng, tạm biệt quý vị ở nơi đây. Và rất mong rằng cái video này đưa đến quý vị thì quý vị cũng có một cái gì đó, đâu đó có một cái sự đồng cảm, hay là có yêu cầu, hay có comment gì về những cái ý kiến, hoặc là những cái sự góp ý về leasing and management, cũng như các anh chị đồng nghiệp cũng vậy. Chúng em rất mong để được đón nhận ý kiến của quý vị, hoặc có thể gọi vào trong văn phòng để đưa những đề tài mà quý vị có thể là cần biết nhiều hơn
về cái leasing management. Nên á, là đây là cái buổi mà Thoa rất vui là được mời lại. Tại vì hôm bữa mình đã làm một cái rồi, rồi xong mình không có thời gian để bắt hai anh em trở lại. Thì bây giờ hôm nay bắt lại được rồi. Thì một lần nữa cảm ơn anh Đức cũng như Câm đã bỏ thời gian để cùng làm cái video này để gửi đến quý vị hôm nay. Và một lần nữa Thoa cũng cảm ơn quý vị đã theo dõi hết cái video clip này. Và Thoa mong rằng quý vị nếu thích thì sẽ bấm like, subscribe và chia sẻ với nhiều quý vị, bạn bè hay người thân của mình, để những người mà new investor có thể dạn dĩ hơn, có thể mạnh mẽ hơn để khi mà làm những cái công việc mà đầu tư về địa ốc. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính chúc quý vị và gia đình có một ngày thật là an lành, bình yên và hạnh phúc bên cạnh người thân. Và đừng quên là gọi cho công ty PFG nếu quý vị cần về real estate, cần về mortgage, cần về leasing and management ở số điện thoại là 713-988-1425. Xin kính chào và chào Đức, chào Cách. Chào chị. Xin chào tạm biệt.